Xin chào mọi người, cây dàn pin này đã được bán hơn 12.000 đơn và sau đây sẽ là 3 lý do mà bạn nên mua nó. Điều quan trọng nhất ở một cây dàn pin là về độ sáng. Tuy cái cây này nó có thiết kế mini nhưng mình thấy cái mức sáng của nó vượt xa rất nhiều những cái cây dàn pin cỡ lớn. Mọi người cũng có thể tùy chỉnh nhiều cái mức độ khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng. Dàn có cái tính năng cảnh báo cũng như là gây sự chú ý khi mà chúng ta cần sự giúp đỡ. Ở đuôi dàn sẽ là một cục 500 hít cực mạnh giúp cố định ở các thanh sắt khi chúng ta cần ánh sáng để làm việc. Dàn cũng có một cái thanh gài khá là chắc đó, mọi người có thể gài khắp mọi nơi hoặc là dắt vào lưng quần hoặc là trên nón khi mà tay chúng ta phải ôm rất là nhiều đồ. Với viên pin có dung lượng 1500 mAh và tùy theo cái mức độ sáng thì mọi người có thể sử dụng từ 2 cho tới 3 giờ, và trên thân đèn thì mọi người cũng có thể sạc bằng cổng Type-C. Đèn cũng có thể sử dụng khi mà trời mưa to đó, vì khả năng chống nước của nó rất tốt. Giá sản phẩm hiện tại chỉ trên dưới 150.000, và với những gì mình đã chia sẻ thì đây là một cây đèn rất đáng mua mọi người nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.